Sau Hoàng Nhật xin chào các bác nhé. Em tiếp tục lên sóng máy rửa bát Panasonic siêu rẻ, ngon bổ rẻ, lành bền, tiết kiệm điện nước, chỉ có ở máy Nhật thôi các bác nhé. Riêng đối với cái máy rửa bát Nhật, cái giá thành của nó rất là vừa phải ở thời điểm này để các bác gia đình, mọi gia đình có thể tiếp cận được. Đấy. Mở con Panasonic TR5, hình thức mọi thứ nguyên bản, mạch main không sửa chữa gì, hai bên đầu hồi thành vách còn khá là ok đấy các bác nhé. TM5 con này nhìn cái lưng khá ok đấy ạ, sản xuất năm 2012, phần lưng khá phẳng. Con này cái tôn nó mỏng, các bạn về vận chuyển về Việt Nam đa số là hay bị móp lắm, con phẳng như này nó ít khi được. Series máy con này 0072 các bác nhé, sản xuất năm 2012. TM5 nha, rửa nước nóng 80 độ C. Con này bên trong nội thất khá đẹp đấy các bạn, sạch đẹp. Xếp 12 bát con này, hai hàng 6 cốc, 6 lên 8 đĩa, 3-4 bát lô tô, đũa thìa. Đây, tình trạng máy trong nội thất theo bao như em nhìn quan sát thực tế là khá sạch sẽ đấy các bạn. Đây. Chiếc máy quá rẻ thời điểm này. Chiếc này em bán là 2,9 triệu nhé, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Bác nào có nhu cầu mua một chiếc máy ngon bổ rẻ lành bền, dễ sửa chữa, tiết kiệm điện nước thì các bác lô nha. Riêng đối với em, bên em máy giờ bắt Nhật thì tất cả mọi thứ nó trong tầm kiểm soát hết, thì các bác mua bên em yên tâm nhé, giá em bao rẻ nhất toàn quốc luôn để các bác tham khảo thoải mái luôn về giá cả. Chào các bác.